Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 31 tháng 3, kỷ niệm 47 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Phát thanh Đà Nẵng. Trải qua 47 năm, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng không ngừng phát triển và trở thành một trong những đơn vị vững mạnh, trở thành kênh thông tin phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền thành phố, phản ánh hơi thở cuộc sống và là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân thành phố. Đà Nẵng, quê ta ơi. Hòa trong đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố Đà Nẵng ngày 29 tháng 3 năm 1975. Còn tất cả những cán bộ phóng viên của Đài Phát thanh Giải phóng thường trú tại khu 5 về tiếp quản Đài Phát thanh Đà Nẵng tại làng Nại Hiên Đông. Các bước chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đã xong. Vào đúng 11 giờ trưa ngày 31 tháng 3 năm 1975, bản tin đầu tiên của Đài Phát thanh Đà Nẵng đã được phát sóng, phát đi tiếng nói chính thức đầu tiên của chính quyền cách mạng. Đây là Đài Phát thanh Đà Nẵng, tiếng nói của Ủy ban Quân quản thành phố Đà Nẵng. Đây là Đài Phát thanh Đà Nẵng, tiếng nói của Ủy ban Quân quản thành phố Đà Nẵng. Năm 1976, Đài Phát thanh Đà Nẵng đổi tên thành Đài Phát thanh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng chia tách thành hai đơn vị hành chính. Một bộ phận cán bộ, nhân viên của đài được điều về xây dựng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Số ở lại Đà Nẵng tiếp tục công việc của mình. Từ dầu mốc năm 1997, dưới tên gọi mới là DZT, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cũng đã từng bước xây dựng, củng cố và phát triển. Một dấu mốc mới là mở ra khi năm 2018, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới mang tên Đà Nẵng TV và Đà Nẵng Radio, là cơ quan truyền thông chủ lực, là kênh thông tin đối nội, đối ngoại quan trọng của thành phố. Đài đã phản ánh kịp thời, nhanh chóng tất cả các sự kiện trên địa bàn, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua. Ghi nhận và đánh giá cống hiến của cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đài nhiều phần thưởng cao quý. Và những năm gần đây, hàng loạt các tác phẩm của đài đã được xướng tên, vinh danh trong các kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc, các giải báo chí hết cấp quốc gia và thành phố. Tất cả đã và đang tạo nên những ký ức đầy tự hào trong hành trình suốt 47 năm hình thành và phát triển.